thì ông mới nói cho chị là ông mới nói cho chị là cái bọn này thì dễ lừa lắm, cho nó hộp cơm hay là gì đó, và ông mới được mệnh danh là một cái loại mà phù thủy, đạo diễn, một cái loại bố già mà ông ấy đã ông ấy coi như rằng thì là ông ấy xây dựng được một cái băng đảng, một cái thành trì chống cộng, mà cũng có thế giá ở trong cái hải ngoại này. Thì nhìn một mặt khác thì ông Lý Công Tâm ông ấy bắt mạch được, ông ấy nhìn đúng cái hải ngoại này, thì ông ấy nhìn ông Nam Quan hay là nhìn Ngô Kỳ thì ông ấy thấy rằng thì là có lẽ là những cái bọn này là những cái bọn mà dại dột thôi, những bọn này là nó đều là cái gì nó cũng múa hết. Và tôi nhớ là hôm qua đó, thì nghĩa là cứ tổ chức những đại nhạc hội, tổ chức những cái vụ này vụ kia thì là nó tới nó múa. Với ông Lê Công Tâm nó bán cái chiêu của ông Châu Đức Lành, ông nói thằng này được, tức là có thể dùng dán cho nó cái nhãn là kỹ sư hậu về Việt Nam Cộng Hòa, cho nó mặc vest đeo kiếm rồi cứ mở miệng ra là ủng hộ ông Trump, chống cộng là coi như là nó sẽ đắc cử. Nhưng mà ông quên mất là ông không có như cháu thấy được cái bản chất thật sự, những cái quá khứ của Nam Quan bắt hiểu chứng là thành ra ông mới bị hố. Chứ ông Lê Công Tâm ông tự mở, ông nghĩ là ông coi như là ông chỉ cần quăng cho thằng này, đưa thằng này lên phù phép là nó sẽ trở thành nghị viên, bắt hiểu chứng tại vì ông nghĩ là rất là đơn giản, thằng này kỹ sư, vợ đẹp con ngoan, hậu về Việt Nam Cộng Hòa, cho mặc vest đeo mắt kiếm, và thằng này nó dẻo miệng, nói gì nó cũng nói, ngày nó lật bánh tráng đó bác, tức là nói không biết ngượng miệng, tức là miễn sao là cần nói cái gì nó sẽ nói cái đó, bất chấp là ngày hôm qua mình nói cái gì là đạo đức lý tưởng quan điểm, không bất chấp là giờ cần tôi nói cái gì, muốn tôi nói cái gì, kêu tôi chửi thằng nào, kêu tôi bung tung hô đứa nào là nó sẽ nói theo mệnh lệnh, có hiểu không ạ? Thành ra ông Lê Công Tâm nghĩ là coi như là đào trúng mỏ rồi. Nhưng mà rất tiếc ông gặp những người như cháu, là cháu có bằng chứng để cho cử tri Lộc Hương thấy được cái sự thật, cái bản chất thật sự của con người Nam Quan, những cái tuyên bố trong quá khứ của Nam Quan, những cái kế hoạch lưu đồ của Nam Quan, con người thật của Nam Quan. Bởi vậy bây giờ bác thấy Đồng Hương mới kêu Nam Quan là Việt Giang, và rất là lo sợ khi mà Chí Tạ đưa một cái nhân vật như là Nam Quan có liên quan đến cộng sản vào hội đồng thành phố Westminster, thưa bác. Tôi nghĩ rằng thì là nói chuyện là Nam Quan là cộng sản hay là có không, nói chỉ một thời điếu đó muốn sẵn sàng phục vụ thôi. Vâng, thưa anh, đấy là cái lối múa võ ở hải ngoại. Phải nịnh nhà cầm quyền Việt Nam, sớm đầu cối đánh đó. Vâng, nịnh nhà cầm quyền Việt Nam, đấy mới là cái mà nó có hai mặt của cái khi mà khen Nguyễn Phú Trọng. Thì điều thứ nhất là cũng lại muốn móc nối với trong nước, tức là khen ở trong nước là họ làm cái đó làm cái đó tốt. Một mặt khác đó là cái một mặt khác đó thì lại để mà lại để cho cái cộng đồng ở đây chửi rằng thì là mày nâng bi mà mày điếu đóm cho nhà cầm quyền trong nước, mà nhà cầm quyền trong nước chưa chắc là họ nghe thấy cái đó. Thế nhưng mà ít nhất là đây là một cái lối mà tôi cho rằng thì là đây là một cái lối quảng cáo không mất tiền, được chửi, ít nhất là được chửi thì nó còn quý giá hơn là bao nhiêu cái flyer. Thì cháu nói là Nam Quan lúc đó là sẵn sàng đi theo con đường của Nguyễn Phương Hùng, của Nguyễn Quang Trường mà bác. Vâng, cái chữ đó là tôi thấy rằng thì là anh xếp loại Nguyễn Phương Hùng, Nguyễn Quang Trường, etc. mấy gì đó thì tôi thấy thì là không được. Tôi thấy thì là thế cái con đường đó là thế nào theo 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 Hải Đào.
Có nghĩa là họ sẵn sàng bắt tay, sẵn sàng làm việc với cộng sản Việt Nam, đúng không ạ? Bất cứ vai trò gì, giống như bác nói miếng sao mà họ có tên tuổi, có danh tiếng, có quyền lợi, có chỗ đứng, ví dụ như vậy, giống như bác nói, để vượt thoát ra khỏi cái hiện thực, cái tình thế của họ. Thì giống như có thể ông Nguyễn Phương Hùng, ông nghĩ là ông là quay đầu lại thì ông sẽ được là giao cho cái vai trò, đúng không ạ, là gì đó. Còn Nguyễn Quang Trường thì rõ ràng anh ta đã đạt được cái mục đích của anh ta, là rõ ràng anh ta cũng mới khoe là mới được đăng bài báo Nhân Dân, mới đây thì có nghĩa là anh ta là có chỗ đứng, có được một cái số nhiệm vụ vai trò gì đó ở chính quyền Việt Nam hiện giờ, có hiểu không ạ? Còn Nguyễn Phương Hùng thì có lẽ là nửa đường đứt gánh, có là có thể là cái hoài bão, cái tham vọng của mình nó quá lớn, cái nón của mình muốn đổ cho nón quá lớn, quá khổ, đại khái như vậy. Hoặc là vì lý do gì đó, cái cá tính của mình, hoặc là vì cái gì đó, thành ra giữa đường nó đúng không ạ? Cái hợp đồng, những cái gọi là những cái quan hệ, kế hoạch nó không có đi theo đúng cái mong muốn của mình, của ông ta. Rồi cuối cùng nó không có, ông ta không có đạt được những cái mong muốn của ông ta. Nhưng mà ý chúng nó đi là rõ ràng họ sẵn sàng bắt tay với nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam. Vâng, thưa anh, tôi cho rằng bắt tay với nhà cầm quyền Việt Nam thì cũng tốt thôi. Thì đó, thì cháu đã nói, nhưng mà Thảo, anh cứ công khai, anh đừng có bịt bợm. Nếu anh bịt bợm thì cháu lục mặt thôi. Vâng, cái câu chuyện là thì cải đạo gọi cái đó là bịt bợm, chứ là họ cho rằng chỉ là đấy là cái con đường. Tức là một mặt thì anh nó đằng sau anh bắt tay với ông Tổng lãnh sự Nguyễn Tất Toàn, đúng không ạ? Bây giờ ra đây anh lại vỗ ngực, anh kêu anh là hồn dê Việt Nam Cộng Hòa, anh chống cộng, anh tự chủ an lộc. Tôi thấy rằng chỉ là cái tiêu chuẩn để mà đánh giá đó của cái cộng đồng này nó sai, cho nên ngồi với ông Nguyễn Trắc Toàn thì tôi thấy nó chả có tội vạ gì cả. Và khi mà khen Nguyễn Phú Trọng đốt lò chống tham nhũng thì không có tội gì cả. Và tôi cho rằng thì là đây là những người mà biết làm chính trị, biết làm chính trị, một mặt là biết khơi ra tự giới thiệu mình, cái bộ mặt của không? Mình đối với lại đối với nhà cầm quyền trong nước, và cũng có thể là nhà cầm quyền trong nước có thể một vài tờ báo ở trong nước nó nhắc lại khi mà ông này khen ông Nguyễn Phú Trọng đốt lò hay là cái gì đó, thì tôi thấy thì là nó cũng là một cái loại quảng cáo. Và một mặt khác đó là cũng tự giới thiệu bộ mặt mình đối với lại ở trong nước. Thành ra ở trong một cái xã hội mà nó tiêu bạc giả như vậy thì tôi cho rằng thì là đây là một cái đường lối, một cái khảo hướng, một cái lối tranh cử nó phù hợp đối với cái cộng đồng này. Tuy rằng thì là có thể là cải đạo không bằng lòng, có thể cải đạo nó cho rằng thì là một cái thằng điếm thối, điếm chảy. Thưa bác, nếu mà sẵn về cho mình nói xa xôi hơn tí xíu, như bác nói là mới bắt có dùng cái từ là mình là những người bị rao giảng, đúng không ạ? Thì sẵn bây giờ cho phép cháu nói luôn cụ thể, ví dụ thôi, là giả dụ như vậy, cứ coi như là cháu đi rao giảng, không phải rao giảng tin mừng hay là thánh ý Chúa gì, nhưng mà rao giảng một cái nguyên lý sống, đúng không ạ? Mà thay vì như là giả dụ tại sao ở những nước văn minh họ dạy bảo con cái của họ trong những cái trường tiểu học đồng kia đó bác, là không có nói dối, đúng không ạ? Mà đạo nào cháu thấy hầu hết cũng đặt nặng cái vấn đề đó, là đạo Phật cũng nói là nói dối là khẩu nghiệp, tạo khẩu nghiệp. Còn rõ ràng cái một trong những cái tội chồng mà một tội lỗi mà nghiêm trọng nhất trong Công giáo là làm chứng dối. Thì trong cái xã hội Tây phương cũng là cái nền tảng của xã hội ấy bác, là nó gọi là làm chứng, đúng không ạ? Ra tòa cũng vậy, anh mà làm chứng dối trước tòa là đi tù liền, đúng không ạ? Hoặc là ký giấy gì cũng phải là tôi xác nhận, tôi chứng thực là tôi nói thật hoàn toàn. Thành ra cái vấn đề mà nói láo, nói
xạo làm trứng chuối nó là cái nền tảng của xã hội, giống như thời xưa Nho giáo cũng phải bao nhiêu năm đúng không ạ, họ cũng đặt cái nền tảng là người quân tử thì phải sao, giống như bác nói chiếu lệnh không ngồi, rồi cái tuổi người Anh hồi xưa đó bác, cái xã hội nó gọi là chivalry đó, tức là một cái tinh thần hiệp sĩ rồi nhập cũng vậy, là mình phải có những cái nguyên lý sống đúng không ạ. Thì cái mà cháu muốn nói đây á, là cái nguyên lý là ăn sổi ở thì trực dập, với cái nguyên lý là mình phải có và làm một cái gì bác, tức là sống phải ít nhất là có một cái lương tri, có một cái nguyên lý sống đạo đức gì đó. Thì cháu đồng ý với bác là nếu mà nói ăn sổi ở thì trực dập thì đương nhiên là mình sẽ có được cái quyền lợi, cái thành quả nhất thời trước mặt liền đúng không ạ. Đó là lý do tại sao những cái đạo nào người ta cũng dạy dỗ con người ta để mà nó tiếp sau đúng không ạ. Rồi nói là bên Phật thì nói là có nhân quả, rồi đầu thai, rồi những cái kiếp sau của mình nó sẽ tốt đẹp hơn, còn bên Công giáo thì nó sẽ lên thiên đàng hoặc xuống địa ngục. Thì rõ ràng nếu mà cái người không tin vào kiếp sau, không tin có Chúa có Phật đúng không ạ, thì người ta sẵn sàng, người ta bất chấp luật lệ, bất chấp nguyên lý đạo đức để người ta đạt được những cái gì người ta muốn. Nhưng mà nếu vậy thì nếu mà quý vị có tin ở Chúa Phật kiếp sau thì mình sẽ biết là mình được cái đời này đúng không ạ, có thể mình sung túc, có thể mình hưởng thụ, có thể mình ăn chơi một chút, nhưng mà chắc chắn mình sẽ phải trả giá ở những cái kiếp sau đúng không ạ. Thì ngược lại ý cháu muốn nói đây là cháu rao giảng cái là đừng có chạy theo những cái nhất thời để mà có cái lối sống ăn sổi ở thì trực dịch bịt bợ đúng không ạ. Nó là bạo phát bạo tàn, thì cháu không phủ nhận, cháu đồng ý với bác là Nam Quan chắc chắn là hiện giờ là đạt được những cái thành tựu hơn cháu. Nếu mà nói là về làm YouTube làm sao cháu, nhưng mà bây giờ thấy nhiều cái kênh thì có nhiều người biết hơn, nhiều người đăng ký hơn, cũng như bác nói là nổi tiếng bây giờ khắp thế giới rồi. Nhưng cháu muốn nói đây, nếu mà ai cũng nó làm cái gương xấu, nếu mà những cái thế hệ con em của cháu mà nhìn như vậy để mà bắt chước cái lối sống, lối làm việc ăn sổi ở thì giống như Nam Quan thì nó là một cái, nó là disaster đúng không ạ. Nó sẽ là một cái gì bác, một cái gọi là một cái thảm họa, có hiểu cháu không ạ. Thành ra cháu phải làm cái vai trò là đi rao giảng để cho mọi người biết là đúng cái đó có thể nó cho anh những cái thành tựu, nó gọi là những cái gratification á, nhất thời đúng không ạ. Nhưng mà cái hậu chưa chắc nó có hậu. Bằng chứng là bác thấy bao nhiêu trong lò của ông tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng bây giờ, trong đó bao nhiêu củi là toàn là những người là tỷ phú đại gia vinh quang được bao nhiêu lâu, mà cái hậu của họ là sẽ trở thành củi. Thì cháu nghĩ cái hậu, cái kết của Ngô Kiệm với Nam Quan cũng không sáng sủa gì hơn. Vậy cháu mời bác. Vâng, thưa anh, thành ra tôi trước tôi đã nói rằng thì là cái khẩu hiệu của cái này nó gọi là Inpo Riep Le Avec Le Lu, phải hú cùng với những con chó sói trong cái xã hội này. Chứ còn nếu mà mình mà không hú lên giống như con chó sói mà mình thành con cừu non thì là nó ăn thịt mình, cái xã hội này nó ăn thịt mình. Thành ra đó, tôi cho rằng thì là Nam Quan cũng lại là một cái loại khôn ngoan để mà hòa nhịp với con chó sói trong cái xã hội ở đây. Chứ còn thì là nếu mà hiền lành nó thì là nó ăn thịt. Thành ra đây nó là cái bộ mặt thật của cái xã hội của hải ngoại, của quốc gia này. Mà tôi lập dường cái quan điểm của hải ngoại của Khải Đào thì ông nói rằng thì là chuyến trước là tôi đã nói rằng thì là ông cái quan điểm mà ông dẹp loạn, dẹp lừa, láo dẹp lừa đó thì làm cho tôi nhớ tới cái ông Hà Sĩ Phu đó, khi mà ông ấy chỉ trích cái đường lối của Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam đó. Thì ông ấy nói rằng cái đường lối của Đảng
chính trị cộng sản Việt Nam nó là một cái bản chỉ đường mà nó cứng nhắc. Thế nhưng mà cho đó mà ông ấy tức là ông ấy phê bình cái đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam nó cứng nhắc, nhưng mà tôi nghĩ rằng cái cứng nhắc nó là cần thiết, cái cứng nhắc nó là cần thiết còn hơn là gió chiều nào ngả theo chiều đó, hay là giống như Khải Đào thì lại nhảy sang một cái lĩnh vực khác, tức là tin nhảm, nói chuyện rằng thì là kiếp sau có thật, rồi thì là ân oán, rồi không cần nói kiếp sau, bác nói bây giờ nói giống như cái ở Việt Nam đi, anh là làm ăn coi như là phi pháp, không có tôn trọng pháp luật, đúng không ạ? Anh tham nhũng hối lộ, anh gian hoa xảo trá, thì anh coi như là lật lừa, thì có thể là nhất thời vài năm, 10 năm anh sẽ trở thành tỷ phú, anh là đại gia, đúng không ạ? Nhưng mà đến một lúc nào đó anh cũng sẽ lãnh nhận cái hậu quả những cái việc làm gian trá phi pháp của anh. Thì rõ ràng cái nhân quả, quả báo nhãn tiền là có thật, chứ không cần nói đến cái chuyện mà gọi là nói là cái chuyện mà gì bác là nói đến tâm linh gì hết, có gì cháu nói. Thì giống như cái cộng đồng này cũng vậy thôi, cháu nghĩ là chính bác đã nói là tụi này nó đang giấy chết, thì cháu nghĩ là đến lúc cộng đồng cũng sẽ phải phẫn nộ, cũng sẽ phải lên tiếng và cũng sẽ đào thải tụi nó, thì cái giá của năm qua sẽ phải trả là như vậy, không bác? Tôi sợ đây nha. Tới lúc Nam Quan trả thì tới lúc đó thì cũng là mồ yên mà đẹp rồi, chết một cách tự nhiên lâu lắm rồi, thành ra là